Mình sẽ tiếp tục chuyển sang một bài học mới nha! Bài học hôm nay là Phép Cộng trong Phạm vi 100 Mục tiêu của bài học là giúp bạn biết được cách đặt tính rồi làm tính cộng trong phạm vi 100 củng cố về giải toán và đo độ dài Bạn cùng mình xem các hình ảnh sau nhé! có 3 bó que tính, mỗi bó gồm một chục que và thêm 5 que tính lẻ nữa. Vậy có tất cả là bao nhiêu que tính đây? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Có tất cả là 35 que tính. Như vậy, 35 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Hãy cấp hạ số 3 và số 5 vào ô trống thích hợp đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì mình có thêm 2 bó que tính và 4 que tính lẻ nữa. Vậy là ta có thêm 24 que tính nữa đó. Tương tự như số 35 thì ta viết số 2 ở cột hàng chục dưới số 3 và viết số 4 ở hàng đơn vị dưới số 5. Có 35 que tính và 24 que tính thì có tất cả là bao nhiêu que tính nhỉ? Để biết được điều này thì mình làm phép tính cộng nhé. Viết dấu cộng vào giữa này. Bạn chú ý xem mình thực hiện nhé. 5 cộng 4 bằng 9. Viết 9 dưới số 4. Sao cho thẳng cột với số 4 và số 5. Tiếp tục. 3 cộng 2 bằng 5. Viết 5 dưới số 2. Sao cho thẳng cột với số 2 và số 3. Vậy, 35 cộng 24 bằng 59. Mình có tất cả là 59 que tính. Bạn xem mình đặt tính Thực hiện lại một lần nữa cho bạn dễ hiểu hơn nè. Viết 35, rồi viết 24. Sao cho hàng chục thẳng cột với hàng chục, hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị. Rồi viết dấu cộng vào giữa như thế này nhé. Tiếp tục kẻ một vạch ngang. Bây giờ thì tính thôi. Bạn nhớ là tính từ phải sang trái nhé. 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. 3 cộng 2. cộng 24 bằng 59. Bạn xem tiếp các hình ảnh minh họa sau nha. Có 35 que tính và thêm 20 que tính nữa. Cũng tương tự như bài trước. Mình sẽ phải thực hiện phép tính cộng để biết được tất cả có bao nhiêu que tính nhé. Mình viết số 3 ở hàng chục và viết số 5 ở hàng đơn vị. Rồi viết tiếp số 2 ở hàng chục dưới số 3 và viết số 0 ở hàng đơn vị dưới số 5. Viết dấu cộng ở giữa. Bây giờ bạn giúp mình tính tiếp đi. Rồi. bạn giỏi lắm. Vậy, 35 cộng 20 bằng 55, có tất cả là 55 que tính. Bạn xem mình đặt tính thực hiện lại một lần nữa cho bạn dễ hiểu hơn nè. Viết 35 rồi viết 20, sao cho hàng chục hẳn cột với hàng chục, hàng đơn vị hẳn cột với hàng đơn vị, rồi viết dấu cộng vào giữa như thế này nhé tiếp tục kẻ một vạch ngang. Bây giờ thì tính thôi. Bạn nhớ là tính từ phải sang trái nhé. 5 cộng 0 bằng 5, viết 5. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Vậy, 35 cộng 20 bằng 55. Tiếp tục xem các minh họa sau nhé. Có 35 que tính và thêm 2 que tính lẻ nữa cũng như bài trước, mình sẽ phải thực hiện phép tính cộng để biết được có tất cả bao nhiêu que tính nha. Mình viết số 3 ở hàng chục và viết số 5 ở hàng đơn vị, rồi viết tiếp số 2 ở hàng đơn vị dưới số 5. Viết tiếp dấu cộng ở giữa. Bây giờ bạn giúp mình tính đi nha. đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vậy 35 cộng 2 bằng 37, có tất cả là 37 que tính. Bạn xem mình đặt tính thực hiện lại một lần nữa cho bạn dễ hiểu hơn nha. Viết 35 rồi viết 2, sao cho 2 thẳng cột với 5. Rồi viết dấu cộng vào giữa như thế này nhé. Tiếp tục kẻ một vạch ngang Bây giờ thì tính thôi. Bạn nhớ là tính từ phải sang trái nha. 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 3 không cộng cho số nào cả, hạ 3 xuống. Vậy 35 cộng 2 bằng 37. Bài học mới đến đây là kết thúc rồi. Chuyển sang làm luyện tập nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm chúng ta xem thêm một lần nữa cho thật hiểu bài nha cảm ơn đã xem mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo